bạn nhé. Bữa nay mình làm những món mới đó các bạn ơi. Bữa nay mình làm giặt yêu món gà. Mình nãy giờ mình mua hai con gà các bạn ơi. Hai con gà mình làm ba món. Này, cái sơ là một con gà mình một hồi mình ướp sa tế nướng với bạn nha các bạn. Và một con gà mình cũng ướp sa tế, xả ớt, mình nướng với bạc bí nha các bạn, nướng bí. Rồi là một cái các bộ phận của gà từ lòng cho tới ruột cho tới cánh cho tới giò, rồi mình xào xả ớt nha các bạn. Đây ba món của mình nha các bạn, hai con gà bự lắm nha các bạn, hai con gà mình làm ba món. Rồi giờ bắt đầu mình bắt tay vào làm cái bí này trước nha các bạn. Rồi, mình sẽ ướp gà nha các bạn. Đây mình nướng hết nha các bạn, nay mình nướng chỉ có một món mình là hồi nãy mình có mua thêm hai bộ lòng nữa nha các bạn. Nhưng mình bỏ vô cho nhiều chứ hai con gà mà lòng như đây không có như đây nha các bạn. Hai bộ lòng nữa muốn bằng con hơn nửa tiền con gà đó nha các bạn. Rồi, giờ mình ướp các bạn ơi. Mình cho sa tế vào hai cái phần thịt mình nướng bí nè các bạn. Nướng bí là một hồi mình ăn luôn cái tá bí nè nha bạn. Rồi vừa thôi mình nướng kia, mình sẽ cho ướp cho luôn các bạn. Đây ướp mầm đã vô. Ăn cay nha bạn, ướp vô cay quá, ăn vợ mình ăn không được, nó mình ham ăn bỏ ớt nhiều. Rồi coi xả nha bạn. Đây mình thủ hết, nhỏ thôi. Đây nè, xả vô nè, nó thơm, một hồi nó thơm, không xả không thơm nha các bạn. Đây mình sẽ nêm nếm vô luôn, nếm cho mình nó bột ngọt vô. Bột nêm vô. Không thiếu nước mắm nha các bạn, cầm miếng nước mắm vô. Dạ mắm mơi khùi luôn, coi vậy là thấm thiết rồi. Mình sẽ tóc lên nha các bạn. Đây. Wow ngon lắm các bạn ơi, cực kỳ luôn. Để mình coi cái đi, cái gì mình cũng xả ớt hết trong ba món, cái món nào ăn ngon nhất nha các bạn. Món này xả ớt trong bí, cái món thì xả ớt ở ngoài, còn một món là xả ớt trong nguyên con, xả ớt trong dây bạc. Coi cái nào ngon hơn các bạn, lập trong ba món. Đây, giờ bắt đầu mình nè, mình có nấm này, quên có nấm này nữa nha bạn, nấm kim châm nó mình để lên mình dễ. Bây giờ mình cho nó vô rồi mình bắt lên lửa nha bạn, món nào mình làm trước món nấy đi. Cái bí của mình nè các bạn, bí mình cắt ra mình bọng nè các bạn. Rồi giờ mình cho từ con vô. Nước một miếng xả nha các bạn. Đây, này không ra tay là không được các bạn ơi. Ra tay mình nhét cho nó nằm dưới đây. Đây, miếng thứ hai các bạn ơi. Wow, miếng này các bạn nhìn đó. Đỏ luôn. Cho vô luôn các bạn ơi. Vô đây cực ạ. Mình phải ém sao cực cỡ nào mình cũng ém cho nó đầy vô đây luôn nha các bạn. Đó vô rồi đó. Rồi nước này các bạn cho nó vô luôn, xả ớt mồi mang cho vô hết nè các bạn. Là một món nha bạn, mình để lớp tên dài miếng núm nha bạn, ép vô rồi núm nó thấm vô mình ăn dễ.
cho nó ngọt. Hấp dẫn nha các bạn. Đó, cái món mình tự sáng chế nha các bạn. Rồi. Mình sẽ đây. Cái nắp mình là 2 4 6, nắp 8 ngôi sao nha các bạn. Đây, mình sẽ đậy vô. Rồi. Đồ biếu nó hoàn thành. Nha các bạn. Cực kỳ nghe các bạn. Rồi giờ mình này. Mình gói chiếc bạc nha các bạn ơi. Gói chiếc bạc vô là mình bắt lên liền. Mình gói tới 2 lớp nha các bạn. Chứ một lớp nó không có chín nữa các bạn ơi. Rồi lớp mình đang nóng rồi, đó cái bí của mình giờ nó gói lại luôn. Trên cuồng nó mới được. Rồi thì giờ này im rồi đó. Để mình nâng niu nó lại cho nó sát lại cái này. 3 lớp nha các bạn. Đây, bí giờ mình giờ mình thành cục nha các bạn. Rồi, mình đặt nó lên luôn nha các bạn. Wow. Đây. Nằm dữ ạ. Cái mình đứng chỗ mình xây còn con gà nó nằm bên đây. Rồi các bạn ơi. Giờ mình bắt đầu mình tí. Nướng con gà không ngoài nha các bạn, nguyên con gà không ngoài nha các bạn. Đấy. Tút sa tế nha các bạn. Rồi hấp dẫn nha các bạn ơi. Đúng ngon luôn. Đây mình nè. Xả vô nha các bạn. Xả mình không thiếu. Vô tư luôn. Đó. Mình nhìn xả mình cho nó tiếng giữa luôn. Nó tiếng giữa bụng luôn các bạn này. Đó, cực ngon luôn. Cũng ướp cũng y chang như nãy luôn nha các bạn. Nhưng mà này nguyên con nướng với bạc không ngoài. Còn đó là nướng nguyên tơ bí. Rồi mình sẽ cho ớt vô luôn. Cái gì mình cũng phải cho ớt vô. Thiếu ớt không ngon. Đây, quá lạ. Chưa chín mà đã chảy nước dãi rồi. Chưa chín mà đã chảy nước dãi rồi. Tải nó đi. Wow, ok. Mình sẽ cho một thêm như nãy luôn các bạn ơi. Rất nhiều. Đó. Wow. Cho một ngọt vô. Nhớ là cho một miếng nước mắm nha các bạn. Đây. Vô cho thấm vô. Ngon các bạn. Cần vô. Món này mình không có động gì động có một cái món này nhưng mà mình xào xả ớt riêng đồng xo bằng thôi. Đồng xo bằng chảo thôi, còn nay mình sử dụng hoàn toàn với bạc hết nha các bạn. Bây giờ con gà mình để đúng tinh bụng luôn các bạn. Nướng tinh chăm mình cũng để tinh vô bụng luôn. Giờ mình xách con gà ra mình bắt đầu mình quấn với bạc các bạn. Đấy. Wow. Wow. Đây các bạn ơi, đó. Quá đã rồi. Đây, còn nước như vậy mình cho nó vô trong bụng gà luôn các bạn. Nước này ngon lắm nè, nước ướp mà. Đó. Thấm luôn.
Rồi mình sẽ quấn với bạc lại nha bạn. Đây, quấn lại thôi. Con này hai lớp. Con này nhỏ. Nhỏ hơn cái đứa. Rồi. Là con gà không mà. Món thứ hai nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn ơi. Bây giờ cái này mình bó một miếng, mình nướng cái gan, cho thằng lính đó, mình không có cay được các bạn, thằng nhỏ hàng ngày cũng có lính của mình đó các bạn, bó mình nướng luôn, hôm nay là chủ yếu mình làm món nướng mà nướng bó lại nướng gan luôn cho nó không có ướp sa tế với ớt, hồi nó ăn còn bí nè con gà nè. Rồi giờ món thứ ba của mình đây là bắt đầu mình đầu gà ruột. Đây, ruột vịt nha bạn, nãy mình mua có hai bộ vịt đó nha bạn, cánh mề gà nha bạn, tim gà, cánh gà, giò gà, hai bốn cái mề luôn các bạn. Rồi mình cho vô, nói chung là này là vui vui của gà. Nhưng mà mình thích cái này nhất nha bạn, vui gì chứ độ. Rồi mình nướng sa tế nha bạn. Rồi cái này phải giữ hơn nha các bạn. Rồi này là ớt không giữ là không được các bạn ơi, mình ăn cay không à. Đại vô rồi ba cái cua này mình cho vô bếp lửa luôn các bạn ơi, khỏi xả rác ở ngoài công cộng cho nó ô nhiễm môi trường, đốt hết rồi chút lên bên đây chưa gì tên là cảm giác nó chín chút nữa mình gấp luôn đó. Rồi cũng nếm như hồi nãy, nhưng mà này mình xào không bằng rồi mình ăn xả luôn các bạn ơi, nó cũng wow thích nhất là ngoài ăn xả. Bỏ luôn. Rất là bỏ. Rồi, chỉ có cái cọng đó mình không xài nữa. Thế nào mình ăn cũ thôi. Cái này hấp dẫn à. Mình ăn cũ đây. Này là được. Rồi, con ơi. Đóng lên. Cái này không con không ngon là không. Không không. không gì không trả tiền không nói không ngon không trả tiền chà. Rồi giờ mình cái ấy các bạn ơi, nóng quá các bạn ơi, mà không biết nó chín ở trong nó ra làm sao. Hơi nó lên rồi các bạn, nóng cực kỳ than của nó dữ lắm nha. Đây thôi các bạn ơi, nói chung giờ ở ngoài là mình cháy cái này, ai làm thì làm, ở trong nó chín sao chín mình đây đó. Đấy, đừng giỡn nha. Thôi, còn như mình cũng kia là nguyên con lại. Tim thì tim vịt nha. Nó nói chung là cái này nè. Thuộc hàng hấp dẫn. Hàng lộn xộn thiệt nhưng mà hàng ngon đấy. Đây giò. Rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Giờ mình cũng đã... món này đã xong rồi. Món xào bổ lòng, giờ mình tới nướng con gà nó ra sao đây. Ây da. Giờ chắc chín hết rồi. Giờ cái lò nó của nó ra nhiều quá, nhiều chất dầu rồi nè. Wow nóng quá. Kẹp nóng. Giờ nó luôn, các bạn đang ở đó mình nóng quá, không có quay được thôi. Trời ơi. Giờ bắt đầu mình khui cái tớ bí luôn. Nó ra làm sao đây. Cái nguyên ở trong mình, để đây các bạn. Giờ tới bí nướng nha. Gà xong, này xong. Giờ tới cho bí. Đã nha đây. Đã nha. Không biết chín không nhiều. Wow. Con chín rất là lạ đó. Khét cái vỏ mà luôn các bạn ơi. Giờ mình cho tâm một cái thử nha. Dạ, quá đã. Giờ mình sẽ khui cái lớp này lên. Khui cái này lên cho nó mì mày. Quá ngon rồi. Nó không gỡ lên được, là nó quá mì luôn. Chính không? Không xác định được. Ôi, nó ngon. Để đây, ngon lắm.
Chỗ bí mở cửa. Ủa này còn nhiều file vậy ta? Chỗ bí mở cửa. Ngon quá các bạn ơi. Đâu đâu mà mình thử liền này. Thử liền đi mình coi đó. Chứ cái này mình thấy chính là chính nè. Nè các bạn. Cái vỏ bí mình nó. Quá chính rồi. Quá chính rồi. Còn gì nữa mà không chín. Nóng kinh dị luôn. Cái này mình tới đây mình phải sắn ra chứ. Tới giờ mình sắn ra. Có thử rồi mình lấy thử cái thịt ở trong nó chín cỡ nào luôn. Thơm quá, thơm quá, thơm quá cái mùi xả luôn. Con gà này nó dai lắm. Ủa cái nước này chắc ngon lắm ta. Ngon quá các bạn ơi, cái này là ăn rất là ngon. Mình không bỏ được. Cái con gà này nó có cái trứng nữa. Thử cái nó chín dữ. Thử đã. Béo quá, béo quá. Thử liền nha bạn. Thử này kìa. Mời cả nhà nha. Chơi luôn. Đầu tiên là món này. Nó có mùi bí bí. Quá đã. Cái này mình có dao mình theo gọc cái luôn các bạn. Giờ này giờ ăn rồi. Gọc cái luôn. Đây. Bí này mình ăn được nha bạn. Đó. Bí mình cho lên đây hồi mình cái đâu mình ăn thử luôn bạn ơi. Wow. Gục bí luôn ta. Đây. Chín đậu cũng đã. Cái bí này nó dày. Nó dày cơm. Lửa bí tròn nha bạn. Wow. Thử lại miếng bí nữa cái ngon. Nó ngọt lợ. Tại bí mình đâu có bỏ nêm vô tới bí được á. Nhưng mà nó béo. Nó bùi. Ủa cái đồ này bí, nó ngon. Bí nhìn thấy hấp dẫn quá. Ăn đi ăn bí đi thịt anh á. Cái nhà nha. Nguyên con gà đó. Ruột nó còn nè. Wow. Ăn này phải ra tay đó. Ăn đi gần hồi ăn tới tông tới cái con này nướng này trước. Còn cái món bên đây nữa nè. Bóc bóc. Cái tay chấm nè, mỡ chanh nè. Rồi mời cả nhà mình miếng nha. Gà dai cương khủng không? Ngon. Ngon. Ngon con gà. Chấm dưa leo không? Mà cả nhà miếng dưa leo ha. Ủa? Thịt. Trong tôi. Gà ác mà. Gà ghi á. Chắc lắm. Anh cho tin ăn ha. Tin miếng này nó ăn được không? Nó có cái nấm riêng nè. Thôi. Gan nướng. Ủa, quá ngon. Ăn bữa đại rồi luôn. Chắc đại rồi hết luôn. À, quên. Quên chắc trong vợ mình. Chờ mấy nào. Bữa đại rồi hết luôn. Từ. Đây, mình ăn còn món bên kia nữa chứ. Quá ớt luôn, cay quá đã. Còn ớt nữa. Wow. Quá thật ngon luôn. Lại đi Úc. Cay quá nè. Nè, cay nè. Có cái trứng kìa. Đấy, cũng mình còn đây nè. Để mình thử trong cái tái bí này chứ. Này cái cây.
Quá ngon. Nóng quá. Nóng luôn. Nóng luôn á. Hai gà làm bao ngón các bạn. Giờ tôi muốn ăn cái món này. Cái luôn rồi, con gà mình chơi mề gà. Các bạn. Nguyên cái mề gà luôn các bạn. Chanh dầu. Ôi. Mọi nhà giống mình nha. Là món bí. Uống cái đã. Ngọt. Nên mình sử dụng bia này các bạn. Hết tiền. Không, bia này trong đá. Ngon lắm. Bia này mắc tiền lắm á, rẻ đâu mà hết tiền. Này lính về nội rồi các bạn. Nó cực ngon luôn. Nó lạnh luôn nha các bạn. Quá đã, bia này cũng tê luôn. Trong tủ lạnh vừa ra luôn. Mời cả nhà. Nó chạy tới cổ họng luôn. Ngon quá. Lạnh thiệt, lạnh thiệt. Đã luôn. Bia hơi ướp lạnh ngon lắm nha các bạn. Không quá, không quá. Đây mình làm trong cái tới bí nè. Bí thì nó qua một lớp trắng, không có đậm đà bằng, nhưng mà để ăn như thế nào coi. Nó ngọt, thơm mùi bí nó ngọt phải không? Rồi giờ mình ăn tới đầu. Con gà này nó cứng, nó dai dữ lắm. Ủa nó nóng quá. Đúng nóng luôn. Bí trang cặp dưa hấu à. Nè, tặng cái đuôi nữa nè. Ăn đã đi. Ngon thiệt. Chơi cái này coi. Ủa cái đông này nó nóng. Đông này cũng nguyên con gà nghe mà có thiếu giò, thiếu đầu với thiếu cánh nha bạn. Tại vì mình nhét vô không có vừa mấy cái đó mà. Mình chơi nguyên cái bộ mình luôn. Đây mình nướng tôm tới bí các bạn. Nướng với bạc tôm tới bí. Mình ăn thử đi. Thơm mùi bí. Thơm mùi bí mà cái đít nó nóng nóng có hơi mùi nhẹ hơn mùi nhưng mà nó giòn da giòn kinh điển luôn. Đương nhiên con gà ngoài đây chắc không bằng con gà trong đây à? Không bằng ngoài à? Đây nó ngọt hơn nhưng mà độ cay nó ướp ở trong đây ngoài đây nó thấm hơn. Trong đây tại có nước của nước bí nó ra các bạn. Trời. Đây các bạn ơi. Đây luôn. Ôi, mình không biết lấy từ đâu. Nước bí nè các bạn. Nước từ trong cái bí ra nè. Nó lọ chén luôn. Hấp thử ngon. Hấp thử biết. Ngọt ngay luôn. Ngọt thiệt. Ngon à. Đây múc cho Út á. Rồi rồi, vô chén vô, thử biết. Hấp thử luôn à. Ngon lắm. Ngọt đậm đà luôn. Này ăn nó hoàn toàn sự thật nha các bạn. Chứ không có nói mà mình quay về mình nó dở cho mình, cố gắng mình nó ngon nha. Này ngon thiệt luôn. Ngon không? Thấy không? Ngọt. Ngon thiệt. Ngọt thiệt. Quá đã. Bấm giờ miếng anh. Miếng gì? Miếng nước ạ. Đây. Ăn này cạp cho đã rồi. Chưa 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 mấy nữa. Uống hết rồi. Đậm quá. Nóng quá. Ngon quá. Cay nữa. Ngọt lắm. Ra nước còn cái bí nữa ra rồi cái bí nó đâu còn ngọt nữa ra nước nó tân. Không có gì đường nào tưởng tượng nổi luôn. Dạ. Cái gì mới có miếng dưa leo.
ai cũng chê mình ăn cái món này. Mè đi các bạn. Mè gà. Còn quá mất gì đó. Đây, món phái khẩu của mình đây. Nấm các bạn ơi. Nấm. Nấm mình đây mình hấp bỏ con gà. Nè. Ngon quá. Đâu. Giờ cắt nữa chứ. Thích món tầm bí hả? À. Ngon quá. 1 2 3 ngon, món này ngon. À trời. Này ngon. Quá tội cái món này nó giòn. Chấm vô. Rồi cả nhà. Đây có cái miếng dồi trường nữa các bạn. Đã luôn. Trên miếng dồi trường á. Giòn quá. Giờ này ăn ngon, giờ kia mấy đồng thôi. Ngon. Nhưng mà nó mắc lắm nha bạn. Nó mắc hơn gà thường nhiều. Còn nó có chút biếu à. Nó mắc là so với vừa túi tiền mình á. Là mình bán 90 mấy ngàn con. Mà vẫn cỡ độ 7 gram, 8 gram à. Mần ra thì còn 5 gram. Mần ra còn có cắt nửa ký. Đổi một cái là dè thịt nó rất là dai. Dai cứng ngon. Gà nó giòn. Không có heo á. Vô các bạn ơi. À, uống bia này chất lượng luôn ta. Đúng ngon luôn. Đúng cho bia này ngon. Ướp nó đúng lạnh luôn. Mời cả nhà nhé. Uống dừa hấp lạnh, lạnh tê tái luôn. Lạnh buốt luôn. Cắn. Làm gì? Ăn bí ăn bí. Nè anh cắt sẵn hả? Cắt dừa cạp, dừa như cái dừa hấu vậy đó. Ờ. Đi như cái cạp. Các bạn, rất là mềm à. Đây. Cái đồ nấu, cái nồi nấu ăn luôn cái nồi. Ngon. Luôn còn có nữa. Anh bóc luôn. Làm đừng có quên món này của tôi nha. Nó ngon lắm đó. Thế vậy đừng giỡn nha. Giờ mình ăn gì vậy? Khúc ruột các bạn. Món là siêu cay. Ớt đỏ không? Đen bệ. Ủa, trong đây một bệ nữa mà nước nó quá trời luôn. Ngon quá. Nước ngon thiệt, để nó hút. Nướng ở đây không có nước. Nướng này mình nướng trực tiếp vào giấy bạc các bạn. Mà cái da nó vàng này các bạn. Cực kỳ luôn. Còn nguyên nữa trời, còn nguyên. Hơn nửa con luôn. Cái này cái gì ta? Bạn Hiền ăn không bạn Hiền? Ăn cái mông rồi bạn Hiền. Mình ăn mông không được. Rồi mình ăn cánh thôi. Cánh nào đây? Rồi. Cái đi, cái đi.
Đây. Cậu ăn cậu nhớ uống phụ Vương à? Cậu ăn hả? No quá. Bia này không như bia kia mà có chai nó rất là bự các bạn. Hát bên ăn cái gì cũng có. Ngon quá. Hưởng rồi. Ngọt quá rồi. Đúng rồi. Đại lý. Anh đang thử rồi. Hiện tại bị hiện tại bây giờ mình giờ mình đấy. Không ăn giò được, ăn giò ăn không kịp, cạp cạp cái giò xong rồi nó quất cái tàu. Ôi mời cái nhà nửa miếng mề nha, cái này ruột mề tim thầm quá đây, nãy quên nó món thích của mình đây. Mời cái nào. Cái đây nè, ra đây. Bạn Hiền ra tới rồi. Chào cô chú, đây ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống chào cô chú. Chào cô chú. Ở đây mình cầm cái gì hả bự quá. Loại này uống cỡ vậy, uống trời nhiều nữa trời là ngập chịu không nổi. Mặn đô lắm. Chào bạn tin con có gì? Dấu. Con hái cái dao đâu? Nhưng mà con hái tới cái tà hái rồi. Tài hái luôn hả? Đúng. Ngon quá. Thảo ăn. Nãy giờ bỏ cái này luôn, tâm bí ngon thiệt. Ngon. Đây, chấm cái coi. Đúng rồi. Để muốn cái nhà nha. Ừ, nó dai, tươi cũng. Nè. Yên nghỉ cho coi. Thôi. Nè. Múc cái này là múc có cạo luôn cái lớp này nè. Mình có cái lớp này, cái lớp dành đó nè. Múc cái coi. Nhiều đồ ăn quá các bạn ơi. Nhiều đồ ăn quá các bạn ơi. Cô chú. Không, nó có thơm một ít. Thôi không, đúng rồi. Hãy múc vào sớm nữa ha. Trong đó có dưa hấu nữa phải không? Nhớ còn một mà. Quá ngon. Không cử đường nào được luôn. Cái dưa hấu gì to không giòn nha. Nghe thử quần đấy. Giờ đây. Ông nội mất dưa nghe các bạn. Ông nội mất dưa. Ông nội nó mất dưa thôi cho nó. Dạ con á. Ông nội tầm có được ba dây dưa hấu rồi. Cả nhà. Làm đây. Chưa được nhiều tiền nhà ngoại nó hái hết tiền của ông rồi. Con á. Cái bự có chín chưa? Cái bự chưa có chín nữa đâu. Nghe các bạn. Cô chú. Cô chú nha. À, dài dài. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, cô chú thấy à. Quá dài. Có hấp dẫn không? Hấp dẫn à? Ai muốn ăn nhanh dẫn bỏ vô cái nồi nước cái luộc cái sọc. Nhưng mà ăn vậy nó không có ngon. Có hấp dẫn không? Nếm, nếm được. Nay là làm 3 món. Giá bị quá. Nhưng mà một loại một loại nêm nếm, một thứ một luôn. Giống. Ừ. Dù cho nêm nếm y chang nhau nhưng mà cách mình nấu khác nhau là nó cái mùi vị nó khác nhau liền. Rất là ngon. Xào này nó săn lại. Độ cay nó sắc lại nó cay. Đây à, ông nội đi múc dưa hấu. Nãy giờ nó giới thiệu ông nội đi giống dấu suốt kìa. À. Mẹ không có móc dưa hả? Mà con móc dưa một cái nha. Mày đi ăn trộm chứ mày móc dưa gì? Ăn dưa hấu á. Giờ mai ra ngoài kiếm trái dưa hấu. À, chừng nào đi nữa? Dạ mai đi. Ai dạ đi? Mai đi móc dưa hấu. Đi đâu? Từ mà nào trái dưa hấu bự vô trái dưa hấu này rồi. Cha không nhỏ.
Ông nội trồng mấy dây dưa hấu rồi cứ nói ngày trời ra ông nội móc dưa hấu luôn. Mời cả nhà. Cái con này nó sạm sạm nha. Nè, ông biết nha. Mình quay được trái dưa hấu rồi nha. Nè các bạn. Được cái dưa hấu không? Chụp hình ra ruộng, chụp hình đó dưa hấu cả nhà. Giờ đi vô đây nó khoe với cả nhà. Quá trời luôn. Móc có tá bí. Nó cực hơn móc có tá nào rất nhiều. Khoan ngay rồi ha, mà nó có cái tim ở giữa. Tầm ngày nó mới lên. Lên xong rồi cái tay mình họp vô. Mình lấy họp á. Đau tay luôn á. Cái ngón tay mình xem thử luôn nè. Lúng luôn nè. Nó cứ là gục luôn. Nó ra hơi nước ra nó với con gà ra nó hết đâu. Rất là ngọt. Đúng ngọt luôn. Bí này mà. Bí này kiểu lý xưa tái toàn bự. Không biết giờ gì có trúng húm gì đâu có nhét gì được đâu. Con gà ơi, cái tái bí nó muốn bằng con gà, tái bí 40.000. Con gà 90.000 tái bí nữa. Tái bí này mấy ký rồi mà. Tái bí phần nửa con gà. Mai mình mời già nha. Đó. Muốn hết luôn à. Ngọt thiệt. Thôi các bạn ơi, nói chung là mình có thể mình kết thúc video tại đây. Thì các bạn thấy hay thì cho mình thêm một like. Rồi, đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng mình làm thêm cái lần sau. Nên mình nói vậy chắc ăn lần sau mình sẽ làm nó nhiều hơn cái lần trước, hay hơn lần trước nữa. Thì mình, một phần là các bạn cũng ủng hộ cho mình ha. Thôi, tối rồi giờ chắc có thể mình cũng kết thúc đây ha. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy hạnh phúc với gia đình và những món ăn ngon như mình hiện tại đây. Nhớ thử nha các bạn. Nhớ thử cái món này đi. Ngon lắm. Cái này là mình sáng chế ngon cực kỳ. Bye, chào tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn nha.